Good afternoon class and welcome to our class today. Xin chào cả lớp đã quay trở lại tiết học của chúng ta hôm nay. This period is the last lesson of Unit 7 with the part Looking Back. Phần Looking Back tiết học là tiết học cuối cùng của một đơn vị bài học và nó giúp cho các em ôn tập lại kiến thức từ vựng cũng như kiến thức ngữ pháp của mỗi unit theo từng chủ đề, mà cụ thể ở unit 7 này với chủ đề của nó là television. Now, let's start the new lesson. Open your books, please. Em sẽ phải nhớ lại nghĩa của từ đã học và đưa vào ba cột theo đúng chủ đề của nó. Now we have 3 minutes to do this exercise. Newsreader, từ đầu tiên, newsreader, từ này là các bạn đã học tiết trước rồi, có nghĩa là người đọc bản tin hay là gọi là phát thanh viên. Home and garden, nghĩa của nó rất đơn giản, các bạn cũng đã nhớ ha. Game show, chúng ta thường gặp nhiều trên truyền hình. Cái này có thể là các bạn còn chưa, có một số bạn chưa nhớ nè. Documentary, phim tài liệu. Animals, they are dogs, cats, kitchen, they are animals. Weatherman, tiếp trước chúng ta học cái từ weatherman, tức là những cái người mà nam giới dẫn chương trình về bản tin thời tiết, thì hôm nay là các cô gái dẫn chương trình bản tin thời tiết trên truyền hình. Writer, writer này có thể là tác giả hoặc là người viết. Cartoon, các bạn đã gặp rất là nhiều tại vì mình là hay coi phim hoạt hình rồi ha. Có cái từ romance, cô nhắc lại. Và có thể là một số bạn chưa nhớ, đó là lãng mạn, tình cảm. MC cũng gặp nhiều rồi, người dẫn chương trình truyền hình. Vậy thì bây giờ với cái bài tập rất đơn giản này, chúng ta cùng làm với nhau trong vòng 2 phút. Và để cho nhanh thì các bạn đánh dấu cột thứ nhất là cột people, dấu bên ngoài ghi số 1 cho cô, chúng ta có thể dùng bút chì ghi bên ngoài. Tiếp đến là programs, số 2, và kinds of film, chúng ta ghi số 3 vào. Thì để cho chúng ta sẽ làm là ví dụ new reader, ví dụ cô sẽ ghi bên ngoài nó là số 1 bởi vì nó thuộc về cột thứ nhất là cột people. Tương tự như vậy chúng ta làm 9 từ còn lại. Và cô nghĩ bài tập này cũng không có gì khó. Now, let's check your result. Kết quả của chúng ta làm như thế nào? I think it's easy for you. Vừa rồi các bạn cũng đã đọc sơ qua bài test này. Và chúng ta đã thấy bài test này đề cập đến chương trình VTV1 rất phổ biến. Để làm được bài tập này, các em không những phải có kiến thức về từ vựng, về ngữ pháp, mà còn phải có kiến thức cơ bản về xã hội. Nào, let's do it. Nào, chúng ta cùng làm. Vậy thì để cô nhắc lại các cái từ, nghĩa của từ ở trên cái khung này để cho các bạn nhớ, mặc dù là những cái từ này đều là những từ học rồi. Từ thứ nhất, comedies, các cái hài kịch. Educational, mang tính giáo dục. Game show, các bạn biết rồi ha. 7 o'clock news, tức là các cái tin tức thời sự ở vào lúc 7 giờ. Writer, cô mới giảng ở bài đầu tiên. National, thuộc quốc gia. Relax, từ này đã gặp rất là nhiều ha, thư giãn. Viewer, thì trong cái này là nói về chương trình truyền hình nên mình nói là người xem truyền hình. Vậy thì bây giờ chúng ta, đối với cái bài tập này, chúng ta có quyền là điền bất cứ từ nào mà chúng ta thấy dễ dàng điền trước, chứ không hẳn phải bắt buộc phải điền từ câu 1 cho đến câu 8. Vậy thì bây giờ câu đầu tiên, chúng ta thấy cái từ trong cái cụm từ mà chúng ta đã học lần trước, đó là National Television Channel in Vietnam, đó là cái kênh truyền hình quốc gia ở Việt Nam. Thì VTV1 là một trong những kênh truyền hình quốc gia của Việt Nam. Thì bây giờ chúng ta sẽ dễ dàng điền từ thứ nhất, đó là National.
It attracts million up. Sau million up này là một danh từ à, kênh truyền hình mà nó cái từ x này, thay thế cho từ VTV1 này, nó thu hút hàng triệu, thì chúng ta sau đó thì chúng ta sẽ dùng là thu hút, tất nhiên là phải thu hút hàng triệu người người xem à, chúng ta sẽ sử dụng là viewer. Như vậy hai câu đầu chúng ta sẽ đã điền vào cách rất là nhẹ nhàng ha. Câu thứ nhất nói lại là VTV1 là một cái kênh truyền hình quốc gia ở Việt Nam và nó thu hút hàng triệu người xem bởi vì nó đã mang đến cho người xem rất là nhiều chương trình truyền hình khác nhau mà rất là lý thú. Và bây giờ chúng ta câu thứ ba chúng ta coi nè, cái ô trống thứ ba chúng ta xem có thử từ gì sau từ G này là nói gì mà nói cho mọi người biết rằng là những gì đang xảy ra ở Việt Nam và trên thế giới, thì chúng ta sẽ nghĩ gì đây, là vào mỗi buổi tối mà lúc cái gì đưa những cái gì nào bản tin à, nghĩa là tin tức vào buổi tối, những cái bản tin tức buổi tối vào lúc 7 giờ thì sẽ chiếu cho mọi người biết là những cái gì diễn ra ở Việt Nam và trên thế giới. Như vậy từ thứ ba chúng ta sẽ điền từ là 7 o'clock news. Thứ tư, cái gì mà mang đến nhiều tiếng cười và giúp con người như thế nào? Cái từ laugh, động từ của nó là cười mà laughter, có nghĩa là tiếng cười, danh từ. Thì cái gì thường mang đến tiếng cười nào? À, các cái hài kịch, comedies. Và các cái hài kịch thường mang đến nhiều tiếng cười cho mọi người và giúp mọi người như thế nào? Relax, à, cảm thấy là thư giãn, thoải mái sau một ngày làm việc rất là vất vả. Tiếp đến qua câu thứ sáu là ô trống số 6. Cái chương trình mà truyền hình mà hấp dẫn nhất, những cái chương trình mà truyền hình hấp dẫn nhất đó là những chương trình gì mà chúng ta hay thường xem trên TV nào? À, game show, right, ok. Và những cái game show này nó không chỉ là vừa mang tính giải trí mà nó còn vừa mang tính gì nữa? Giáo dục, chẳng hạn như những cái chương trình mà trí tuệ Việt Nam nè, ai là triệu phú nè, đưa cho đến con người ta rất là nhiều kiến thức hay và bổ ích. Và để sản xuất được những cái chương trình mà có chất lượng cao này thì có rất là nhiều người phải làm việc rất là vất vả, chẳng hạn như những người nào là chẳng hạn như designer là gì, những người thiết kế chương trình, reporters, người trình bày những cái chương trình này, và tất nhiên cái từ cuối cùng trong cái đoạn trong cái ô này, từ còn lại cuối cùng là từ writer. Thì nãy giờ cô đã giảng rồi và các bạn chắc chắn là đã nắm được rồi. Thì bây giờ nào, chúng ta kiểm tra lại một lần nữa đáp án. Như vậy cái phần này để ôn tập cũng không, chắc chắn là cũng không có khó khăn lắm bởi vì hầu như những cái từ này là các bạn đã học rồi. Nào, chúng ta sẽ tiếp tục với bài tập số 3 qua phần grammar, tức là cái phần này là phần ôn lại về phần ngữ pháp. Nhìn vào cấu trúc của bài tập thì các bạn đã làm rất nhiều ở lớp, đó là đặt câu hỏi cho câu trả lời. Câu thứ nhất, các bạn sẽ thấy trả lời có cái từ là 5 days. 5 days. Nên là tôi đi học là 5 ngày một tuần. Như vậy để đặt câu hỏi mà trả lời cho số lượng thì chúng ta sẽ nhớ lại đặt câu hỏi với cái từ gì nào? How many. Như vậy với cái bài tập này chúng ta sẽ ôn lại những cái vấn từ để hỏi. Những vấn từ nào được gọi là vấn từ để hỏi? Chẳng hạn như là how many, là bao nhiêu, hỏi về số lượng, what, hỏi về cái gì, vật gì, tên gì, rồi when, là hỏi khi nào, hỏi về thời gian, what time, mấy giờ chính xác, rồi để hỏi lý do, để trả lời cái từ because này, là người ta hỏi từ nào, why, rồi cái từ mà thường ta chúng ta cũng thường hay sử dụng đó là
When, khi nào, where, what, who. Nếu hỏi về người thì chúng ta trả lời là who. Vậy thì bây giờ câu thứ nhất cô đã nói rồi. Chúng ta sẽ sử dụng phấn từ để hỏi đó là how many để trả lời cho cái từ 5 days. Còn câu thứ hai các bạn thấy là xem. Trên TV, bạn đã xem trên TV tối hôm qua, tức là xem cái gì? Thì trong bài này I watched the red spotted squirrel. À, tôi đã xem con sóc đốm đỏ. À, thì đây là cái một bộ phim về chú sóc đốm đỏ. Thì bây giờ cái từ này để hỏi cái gì, đây là trả lời về cái tên một cái bộ phim, thì người ta đây là sẽ là what. Câu số 3 là dễ dàng nhất. Bao giờ để trả lời cho câu hỏi because, trả lời cho câu hỏi mà để trả lời because thì bao giờ cũng đặt vấn từ là why. Câu số 4, I like Minh Phong in the gift of music. I like Minh Phong in the gift of music. À, tôi thích bạn Minh Phong trong cái chương trình quà tặng của âm nhạc. Thì đây là nói về người, thì người ta sẽ đặt câu hỏi nó là who. Bây giờ câu cuối cùng, người ta nói rằng là was the lonely giraffe made? Chú hươu cao cổ cô đơn là được sản xuất, là được sản xuất khí khi nào? Bộ phim, đây là một tên là bộ phim chú hươu cao cổ cô đơn. Vậy thì bây giờ khi nào, thì bây giờ người ta nói là đó là dưới này có cái từ là mà các bạn đã bị thấy nhìn vào trong sách đó, có cái từ là cái mà màn hình nó bị thiếu một chữ nhưng mà trong sách là rất là rõ luôn ha, từ last year. Như vậy nói về thời gian thì người ta sẽ đặt cho câu hỏi là when. Now let's check. Các bạn kiểm tra lại cho cô nè, viết nhanh một chút. Với cái phần looking bad này á, thì các bạn chỉ việc làm bài tập vào sách mà thôi, bởi vì trong sách đã có sẵn cho chúng ta rồi. Next, we continue the exercise 4. Tiếp đến chúng ta sẽ đến với bài tập số 4. Cái phần này cô sẽ ôn tập lại cho các bạn cái phần conjunction, tức là liên từ. Liên từ là từ dùng để nối các từ, các cụm từ hay các mệnh đề với nhau. Liên từ thứ nhất chúng ta hay thường sử dụng đó là từ and, là chỉ sự thêm vào. Liên từ thứ hai là liên từ because, là bởi vì, chỉ lý do. Liên từ thứ ba là liên từ but, chỉ sự trái ngược. Liên từ thứ tư là liên từ although, nghĩa của nó là dù, mặc dù, chỉ một sự nhượng bộ hoặc là một sự tương phản. Và liên từ cuối cùng trong bài này chúng ta học đây là liên từ so, cho nên hay là vì thế, chỉ một cái kết quả của một sự việc. Bây giờ để nối các từ hay các cụm từ, các mệnh đề với nhau, trong này là nối là và cho là hai mệnh đề, thì các bạn chỉ việc là đưa những cái liên từ này vào trong câu sao cho nó thích hợp. Vậy thì bây giờ liên từ thứ nhất chúng ta sẽ sử dụng đó là and. Khi nối hai mệnh đề với nhau, từ and nằm ở giữa thì chúng ta bỏ dấu chấm. Tương tự như vậy, câu số 2 liên từ because, chúng ta cũng nối giữa hai mệnh đề và chúng ta không còn sử dụng dấu chấm nữa. Và các bạn sẽ làm cho cô câu số 3 cũng tương tự như trên. Cái này nó đơn giản bởi vì chúng ta đã vừa rồi học rồi. Tiết trước cô đã cho làm rất nhiều bài tập. Nhưng riêng đối với although thì chúng ta đưa nó ra đằng trước thì chúng ta có quyền, có hai cách. Cách thứ nhất, nếu chúng ta đưa cái liên từ although ra đằng trước thì cái câu đằng sau, mệnh đề đằng sau chúng ta sẽ sử dụng dấu phẩy,
Còn nếu although nằm giữa hai mệnh đề thì không có dấu phẩy. Và câu số 5 tương tự cũng như thế. Nhưng mà đối với cái liên từ sâu này thì cái mệnh đề trước chúng ta sẽ sử dụng dấu phẩy. Ví dụ nó tối nay tôi có nhiều bài tập vì làm. Đây là một cái câu hoàn chỉnh rồi, người ta phải dùng ta phẩy. Và vì thế tôi không có thể xem được cái chương trình 8 feet below. Với cái phần communication, tức là cái phần này là thường người ta gọi là để giao tiếp, tức là thường sử dụng trong các cuộc hội thoại hoặc là các cái bài tập về practice speaking ở trong lớp. Now, look at the picture and guess what is this? Đoán thì đây là cái gì? I think it's a pig race. Đây là một cái cuộc đua heo. Nó cũng tương tự như các cuộc đua bò hay là đua trâu ở dưới miền miền Tây của Việt Nam mình ha. Và cái đây là một cái người ta trong cái bài tập này cho một cái đoạn hội thoại mà sắp xếp lộn xộn giữa bạn Phong và giữa Phong và bạn Phong nói chuyện về một cái cuộc đua heo ở trên được chiếu trên truyền hình ngày hôm qua. Và trong cái cuộc đua heo này là hai người nói chuyện với nhau, và đó là kể về là các cái con heo nó chạy đua quanh một cái đường đua nhỏ và thật sự rất là vui, và diễn ra ở cái quốc gia là Australia hoặc là America và rất là thu hút người xem, và nó được chiếu trên cái kênh truyền hình là của nước ngoài là Discovery Channel vào lúc 9 giờ. Vì vậy bây giờ đây là một cái đoạn hội thoại giữa Phong và bạn của mình, thì người ta cho tất cả có tất cả là những cái câu mà người ta đã cho sẵn cho mình. Vậy bây giờ mình chỉ việc sắp xếp lại sao cho cái đoạn hội thoại nó chính xác và hợp lý. Cái phần này các bạn sẽ về nhà làm bài tập về nhà cho cô. Now open your notebook, please. Giờ lấy vở vở ra, các bạn viết cái phần homework vào cho cô. Review on the vocabulary and grammar in Unit 7. Do exercise 4 and 5 at page 14 in your notebooks. Các bạn sẽ ôn lại các từ vựng, các kiến thức ngữ pháp của bài số 7 và làm bài tập 4, bài tập 5 một lần nữa vào vở cho cô. Và bữa sau cô sẽ đưa ra đáp án của bài tập số 5. Tiết học của chúng ta hôm nay là hết. Và xin chúc cho các bạn một ngày nghỉ thật là vui vẻ. Và lần sau là chúng ta sẽ tiếp tục.